Tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam được đánh giá ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Việt Nam có 2.348 ca nhiễm SARS-CoV-2. Riêng trong ngày 24 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm 187 ca mắc mới, trong đó Hà Nội có 21 ca nhiễm. Trong cùng ngày, lãnh đạo Hà Nội tạm phong tỏa hai chung cư và 22 hộ dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trước đó vào tối 24 tháng 5, Hà Nội có công điện khẩn quy định từ 12 giờ ngày 25 tháng 5, Hà Nội tạm dừng một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng chống COVID-19 đến khi có thông báo mới của thành phố. Cụ thể, dừng tất cả các hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Tuy vậy, tại công viên ở phường Thụy Khuê, dù có nhiều thanh chắn treo băng rôn thông báo tạm ngưng hoạt động tại các khu thể thao trong khuôn viên, nhưng người dân Hà Nội vẫn tấp nập đi bộ, tập thể dục. Ra đây là nó là gần như là một cái thói quen của người dân Việt Nam nói chung và toàn bộ người Hà Nội nói riêng. Đấy. Thực ra em thấy ở trong cái thời điểm đang dịch bệnh này ấy, thì mọi người tốt nhất là không nên ra ngoài khi mà thật sự không cần thiết. Như thế này thì bây giờ mình cũng không thể biết là ai là F1 hay F2 cả. Mình tốt nhất là nên tự bảo vệ chính mình và bảo vệ mọi người ạ. Thì em nghĩ là bây giờ mình có nhắc nhở hay là có thông báo với mọi người thì mọi người vẫn tiếp tục ra thôi. Chỉ bây giờ mọi người có trường hợp nào bị bệnh thì mọi người sẽ không dám ra nữa. Chưa được ý thức tốt lắm. Cũng trong ngày 24 tháng 5, Đà Nẵng có thêm một ca nhiễm COVID-19 mới. Do từng là nơi bùng phát dịch COVID-19 lần thứ hai, phía lãnh đạo thành phố đáng sống nhất Việt Nam cũng có những biện pháp ngăn chặn lây lan triệt để. Cách Đà Nẵng không xa, phố cổ Hội An, từng được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và là thành phố du lịch được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm, nay dưới tác động của dịch bệnh cũng trở nên vắng vẻ. Trước nay lượng khách đi tới Hội An mình thì nó đông lắm. Nói chung là không có dịch là rất là đông. Và từ bữa mà qua lễ mỗi năm giờ, từ khoảng ngày 5, ngày 6 giờ là dịch. Cho nên mọi người đều ở trong nhà hết. Không có cái nguồn khách du lịch làm ở đâu nó về ở đó ấy. Bán như thế này đây, không có bóng người mà. Vì toàn bộ chỉ ở đây là chỉ còn trong vùng thành phố Hội An mình thôi. Giờ không có khách bởi vì không có vùng nào tới ở đây hết. Thì chặn hết tất cả các chốt không cho vào. Cô như hầu như không có trơn, thì bây giờ là cô như không có trơn nữa rồi. Còn hầu nó thì nhiều, hầu mà chưa dịch nó thì nhiều lắm. Cỡ năm 19, 18 thì tôi lộn chơi cho hết đầy đường buổi chiều không chỗ đứng mà. Nên thì họ không cho ra đường, nên ra đường phải ấy ra cháy. Chỉ những người dân ở đây thôi chứ. Giờ từ sáng tới chiều là cũng như là không có người đi nữa. Giờ ban ngày thì còn lác đác vài người đó chứ ban đêm là còn như hầu như không có. Vẫn theo ông, do không có khách du lịch nên việc buôn bán của người dân phố cổ gặp nhiều khó khăn. Giờ bán gì cứ mở cái chỗ vui đi chứ, nhà mình mở đi chứ bán gì không. Không bán gì. Phải lúc đó thì có khách Việt một tuần thì bán được vài trăm. Chủ yếu là thứ bảy, chủ nhật đồ có khách. Nhưng mà bữa nay là dịch. Trong cái mùa dịch này cách ly giãn cách xã hội nên không có người. Nhất là ở đây là chủ phụ thuộc cách Đà Nẵng đồ nhiều, nhưng mà giờ Đà Nẵng cũng giãn cách đâu có vô đây, bán đang bán rồi. Đi bán cho nó vui, nó khỏe người, chứ còn có bán một ly cũng bán, cũng hai ly cũng đi, chứ còn ở nhà nó buồn quá đi. Giới chức Việt Nam trong ngày 24 tháng 5 thừa nhận chủng virus SARS-CoV-2 mới trong đợt dịch thứ tư đang gây ra nhiều bệnh nặng hơn, bao gồm cả người trẻ tuổi, so với các chủng virus gây bệnh trong các đợt dịch lần trước. Bộ Y tế Việt Nam vào chiều cùng ngày báo cáo ca tử vong thứ 44 vì COVID. Đây là ca tử vong thứ 9 được ghi nhận trong vòng 10 ngày qua. Hiện hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh là các tỉnh có nhiều ca nhiễm nhất, với số ca lần lượt là 1.024 và 505 ca. Đây là hai tỉnh có nhiều khu công nghiệp và có nhiều ca lây nhiễm trong các công nhân làm ở các khu công nghiệp.